Chào mọi người, trong những ngày vừa qua thì mình nhận được rất nhiều những câu hỏi về lệch cơ, ví dụ như là ngực một bên to một bên bé, hoặc là xô hay tay thì một bên là yếu hơn bên kia. Và cũng có rất nhiều giải pháp được đưa ra, ví dụ như là thêm tạ vào cái bên yếu hơn, bé hơn, tập cái bên đó nhiều lần hơn, hoặc là tập một tay hoặc là chống đẩy một bên cao hơn. Theo ý kiến cá nhân và theo kinh nghiệm của mình, bởi vì mình cũng đã từng lệch rồi và mình đã giải quyết được rồi, thì những cái cách trên là những cách mà nó không hiệu quả lắm, nó không giải quyết được tận gốc vấn đề, và thậm chí đôi khi thì nó còn làm người của bạn lệch theo một chiều hướng tệ hại hơn. Trước khi vào những cái cách mà khắc phục chữa lệch cơ thì mình muốn các bạn tìm hiểu trước xem là nguồn gốc của cái sự lệch cơ này là nó bắt nguồn từ đâu. Mình thấy có 4 cái mà mọi người hay mắc phải nhất. Thứ nhất là bị lệch do là xương hoặc là cột sống của bạn bị lệch của vẹo. Thứ hai là có thể là động tác bị sai, bị lệch. Thứ ba là một bên của bạn, ví dụ như một bên tay của bạn khỏe hơn bên kia. Và cuối cùng là mặc dù động tác có thể là vẫn đúng, hai bên có thể khỏe bằng nhau, nhưng mà cái nhóm cơ được kích hoạt thì lại không chịu áp lực bằng nhau, và cái độ căng cũng khác nhau. Và từ đây thì mình sẽ đưa ra các ví dụ và cách khắc phục của từng loại. Thứ nhất là nếu mà lệch xương hay cột sống vì thói quen hàng ngày thì tốt nhất các bạn hãy nhờ một người nào đó, có thể là bố mẹ, để ý giúp mình xem là cột sống của mình đang lệch theo hướng nào, và những cái thói quen hàng ngày của mình, những cái thói quen nào nó tác động đến cái việc lệch này, thì dần dần hãy sửa dần. Thì cái này thì sẽ rất là mất thời gian, không thể là một ngày một ngày hai được. Hoặc là cái trường hợp nghiêm trọng hơn, có thể là do bẩm sinh, hoặc là một cái gì đó nó lệch rất là nhiều mà không thể khắc phục, không tự khắc phục được, thì các bạn tốt nhất là có thể hỏi bác sĩ hoặc như thế nào đó, bởi vì là cái này thì mình cũng không phải là chuyên môn nên là mình không dám đưa ra bất cứ một lời khuyên nào cả. Nhưng mà xin chú ý là nếu mà lệch xương hoặc cột sống thì tốt nhất là các bạn nên giải quyết ngay, bởi vì là về lâu dài thì sẽ, nếu các bạn không khắc phục thì sẽ càng dẫn đến nguy cơ chấn thương nhiều hơn. Cái lý do lệch thứ hai là do các bạn tập lệch hoặc là tập sai form. Thì sau đây là một vài ví dụ. Để phát hiện cái loại lệch do động tác sai này thì có lẽ là các bạn sẽ phải nhờ một người khác quay video mình lại lúc đang tập ở những cái góc khác nhau, và sau đó phân tích xem là mình đang lệch ở những chỗ nào. Nhưng mà các bạn cũng phải chú ý là dù lệch như thế nào đi chăng nữa thì khi khắc phục lệch nó cũng rất là mất thời gian, có thể 1-2 tháng hoặc thậm chí là nửa năm, 1 năm. Cái vấn đề thứ ba và thứ tư thì mình sẽ gộp chung lại bởi vì nó cũng khá là liên quan đến nhau. Cái lệch kiểu này thì thường nguyên nhân là do các bạn tập quá nặng, có thể là mới tập được 1-2 năm, chưa biết cách gồng đúng cơ, chưa biết cách kích hoạt đúng cơ thì đã tập những cái chương trình rất là nặng, ví dụ như là max overhead. Đại khái là khi đẩy thì chỉ đẩy từ 1-6 lần, nhưng mà lại đẩy rất là nặng, càng nặng thì càng tốt. Hoặc chỉ đơn giản là bởi vì cái thằng bên cạnh mình nó đẩy nặng nên là mình cũng phải đẩy nặng. Bạn sẽ có một bên tay hoặc là một bên chân thuận hơn, khỏe hơn. Thì nếu như vậy, khi tập càng nặng thì cái bên khỏe nó sẽ càng giúp bên yếu nhiều hơn, và như vậy thì cái lệch sẽ càng thậm tệ hơn. Ví dụ với một bài đẩy ngực như thế này, thực chất thì trong đầu mình lại đang điều khiển cho bên ngực bên phải là căng hơn và gồng nhiều hơn so với bên trái. Như vậy chắc chắn là về lâu về dài thì ngực bên phải sẽ to hơn, phát triển nhiều hơn là bên trái. Cái loại lệch này thì các bạn có thể khắc phục, thứ nhất bằng cách là tập nhiều tạ đơn hơn. Thì khi mà tập tạ đơn thì hai tay sẽ dùng lực riêng biệt và không bên nào có thể giúp được bên kia. Tuy nhiên thì khi tập các bạn vẫn phải tập đều và đúng form. Nhưng mà cái điều mấu chốt ở đây không chỉ riêng cho hai cái loại lệch này, mà cho tất cả các loại lý do lệch, thì các bạn phải làm thế nào để dùng trí não của mình điều khiển nhóm cơ đó, kích hoạt hai nhóm cơ đều nhau, và làm thế nào để hai bên gồng như nhau, căng đều nhau. Như vậy thì về lâu dài các bạn mới khắc phục lệch cơ một cách triệt để nhất và hiệu quả nhất. Ví dụ như mình vừa nói lúc trước thì với bài tập ngực chẳng hạn, mình hoàn toàn có thể điều khiển cơ sao cho một bên thì dùng là cơ ngực đẩy lên, nhưng mà bên kia thì lại dùng tay nhiều hơn để đẩy lên. Đó là sự khác biệt giữa những người mới tập và những người đã tập lâu rồi và có thể cảm nhận cơ tốt hơn. Đặc biệt là với những người tập thể chuyên nghiệp thì cái đẳng cấp mà họ có thể cảm nhận được cơ hơn rất nhiều so với chúng ta. Và kể cả khi ăn gian thì họ cũng là ăn gian có mục đích và có chủ đích, và nhóm cơ được tập thì vẫn gồng đúng cách.
Ngoài ra, nếu mà các bạn tập hai bên tay chẳng hạn, thì nếu mà bên yếu đã không còn sức để mà tập tiếp thì các bạn cũng nên dừng bên phải và đừng tập thêm bên phải làm gì. Mặc dù là bên phải có thể đẩy thêm hoặc là kéo thêm tầm 5 cho đến 6 cái, thậm chí là 1 cái các bạn cũng không nên tập tiếp. Và như vậy là đã kết thúc video. Mình chỉ muốn chốt lại cho các bạn rằng là trong cả cái video này, điều quan trọng nhất là các bạn tập hãy là có kiểm soát và dùng não bộ của mình, tập sao cho áp lực lên hai bên là bằng nhau. Để theo dõi những video tiếp theo thì các bạn hãy subscribe và like Facebook của Sogeding. Xin chào.